Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh đồ lót 12 giờ. Chúng tôi chuyên bán các mặt hàng thời trang, váy đầm, công sở và các mặt hàng thời trang khác. Đồ lót là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ. Chị em thường truyền tay nhau, chồng có thể thiếu nhưng không thể thiếu đi đồ lót được. Một số khác thì cho rằng, nếu ra đường mà không có đồ lót, chẳng khác nào không mặc đồ cả. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế riêng, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Và những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Và khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ vòng một của mình mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Cách bảo quản áo ngực luôn bền và đẹp. Áo ngực là một trong những vật dụng gắn liền với chị em phụ nữ. Để kéo dài thời gian sử dụng áo ngực thì các chị em phải biết cách bảo quản áo ngực đúng cách. Dưới đây là một số lưu ý về cách bảo quản áo ngực luôn bền và đẹp. Không nên giặt bằng máy. Khi giặt bằng máy sẽ khiến cho chiếc áo ngực của bạn dễ dàng bị biến dạng và làm cho nó nhanh hỏng. Chính vì thế, chúng ta nên giặt chiếc áo ngực bằng tay trong nước lạnh để áo ngực luôn đẹp và bền. Không cho áo ngực vào máy sấy. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao sẽ làm mất đi hình dạng của chiếc áo ngực. Chính vì thế, không nên cho áo ngực vào máy sấy, nên phơi áo ngực ở những chỗ thoáng mát. Không treo dây áo lên mắt. Khi treo dây áo lên mắt sẽ khiến dây áo bị giãn, các chị em nên phơi